ngày 8 tháng 10, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang Lê Hồng Quang dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Phú Tân. Đi cùng với đoàn có Trưởng ban nhân dân tỉnh ủy Võ Nguyên Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư và lãnh đạo các sở ngành tỉnh sau khi kiểm tra thực tế khu phong tỏa trên địa bàn xã Phú Lâm, kiểm tra công tác xét nghiệm sàng lọc, bóc tách f0, thu dung điều trị, công tác chăm lo an sinh xã hội, đảm bảo cung ứng lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm chống dịch, bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 quyền Phú Tân. Báo cáo với đồng chí Bí thư tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh, Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phú Tân, Quỳnh Thanh Danh cho biết, cùng với sự tăng cường hỗ trợ của tỉnh, huyện đã tập trung các nguồn lực đã kiểm soát các ổ dịch trên địa bàn, cùng với đó tổ chức rước quản lý hơn 4.000 người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh về địa phương, huyện tổ chức tiếp nhận, quản lý chặt chẽ, cách ly đúng quy định, chăm lo đảm bảo người dân ổn định tinh thần kết luận buổi làm việc, bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang đánh giá quyền Phú Tân cơ bản kiểm soát được các ổ dịch tại thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Dầm và xã Phú Lâm, nhưng không được chủ quan lơ là, phải tăng cường xét nghiệm, kịp thời bóc tách f0, kiểm soát tốt dập dịch triệt để, nhất là tại các ổ dịch mới tại hai xã Phú Thạnh và Phú Thọ. Đồng chí bí thư tỉnh ủy yêu cầu trong công tác phong tỏa phải đúng chỗ phù hợp, đảm bảo an sinh xã hội và các điều kiện cần thiết khoanh dùng nào phải chặt dùng đó, mở tới đâu phải đảm bảo an toàn tới đó. Đối với các khu cách ly phải đảm bảo về điều kiện cơ sở vật chất, đáp ứng yêu cầu thu dung, điều trị, sinh hoạt, không để lây nhiễm chéo. Vì việc tiêm vaccine cần quy động nhân lực y tế và tuyên truyền để nhanh chóng triển khai tiêm phòng cho nhân dân, cùng với đó phát huy sức mạnh của nhân dân, cộng đồng, các tôn giáo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch để sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Đối với người dân tự phát về quê, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang yêu cầu huyện Phú Tân và tất cả các địa phương trong tỉnh phải tiếp đón chu đáo, kiểm soát phù hợp và đảm bảo chăm lo tốt an sinh xã hội. Cùng với đó tăng cường tuần tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.